kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tim thầy cô, bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mãi chia xa lòng chờ dâng niềm thiết tha nhớ bạn bè nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sau đi mong xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau tháng ngày cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Ngày xưa thân nghe hồn nhiên là tôi mộng mơ thân tiên, trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân, đàn ca hồn tôi nhẹ lưng, biết đâu mà đây là nơi tôi đến.
khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Ngày xưa thân nghe hồn nhiên là tôi mộng mơ thân tiên, trong ánh nắng mới ấm áp của tình bản thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân, đàn ca hồn tôi nhẹ lên, biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, tình nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này. Đang là đây để hướng bạn em là mấy anh đang gặp mà hôm nay thì 20 năm bắt đầu đấy, em chừng còn. Cái đấy không giọng được, cái quan trọng nhất cái đích đó là cái thái độ. Cái thái độ đó thể hiện bằng tình cảm. Thì các em thể hiện tình cảm anh thì thái độ của em đối với nhà trường, đối với thầy, và đối với bạn bè. Và cái đích giáo dục là cách làm đấy. Hay thẳng định như là ta, là cách làm nhất của một cái thứ hai là thầy tâm niềm thầy rất là thỏa mãn. Thế là dễ sinh vật, thì trong ba cái chiều hướng chuyển hóa, cái chiều hướng thứ nhất nó đã là con người. Chiều hướng thứ hai là chuyển hóa cao, là có chúng ta bây giờ rất là tay nghề rất là cao. Đây đủ. Đấy chưa? Chiều hướng thứ ba là chiều hướng thích nghi, hòa hợp lý. Thì bây giờ có những anh học, chứ cả những bây giờ thích nghi hợp lý. Đấy, xã hội này thì rất cân, thấy chưa? Ba chiều hướng, nhưng mà trong cái chiều hướng đã là nó cũng là thầy, là đúng tay vào bàn tay đầu tiên. Nhà trường bắt thầy phải dạy được tay đi vào khuôn đế, tức là tập đúng là thầy dạy và thầy dạy là các em đi. Thứ nhất là lần này thầy mình lại được cái đích của lần bế là khuôn đế được thầy là người đầu tiên học sinh giỏi quốc gia anh vào, tức là thầy đã được như thầy thì không phải đi học trò, phải đi học trò cho nên thầy thả với học trò. Cái đứa trước học trò thầy phải thả với xin thầy ngay đá như anh em đúng không, thầy cùng ngay cho nên học trò thành đạt là tổ đã làm một thứ đấy ạ. Bây giờ nhiều người thầy vừa hồi ngay bây giờ thầy từ điểm giải cho bây giờ thầy để tính đâu anh tính cho bên không có bạn này ta cái tu cửa hòa này cùng biết này thảo này con mính này ai này anh có một cái sự kiện nó có thể tham gia cả lần ta này có trách nhiệm đó là lớp một bàn này cái này nhổ tươi này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi con. Nếu thấy con sống như thế thì cố gắng cải thiện cho em. Ổn định lại em trả lời được mà. Đấy, anh chị em. Nói tao thì ổn định về mặt công việc rồi. Nhưng mà khi mà như thầy nói thì ta này 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm mà còn lâu nữa. Thì thầy mong anh em ta vẫn cầm mặt được các bạn văn văn kể từ như thế này. Và những lúc đấy thì không trao nhau còn đẹp mãi cho bạn cho tôi. Bao đâu? Bao đâu? Bay cao, bay cao. Trước khi còn bé, nụ cười xinh vừa hé, đẹp vòng tay yêu thương, ấm áp của cha với mẹ. Giờ đây khi đã lớn, đường đời bao rộng lớn, và khi tôi gian nan, tôi đã có thêm bạn. Sau 20 năm trở lại trường, mình thấy rất chi là hồi hộp, nhớ các bạn, có rất nhiều kỷ niệm, rất xúc động, rất nhớ các bạn. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, chúc thầy cô khỏe vui vẻ hạnh phúc. 20 năm trở về trường xưa, bao nhiêu là kỷ niệm ùa về, rất là xúc động, rất là hồi hộp và nhớ trường, nhớ lớp, nhớ các bạn lắm luôn. Có nhiều khi không có nhớ được tên hết các bạn, nhưng mà bây giờ nhìn mặt thì bạn đó là mình rất là quen, nhưng mà một hồi mới nhớ ra tên thì thật sự là rất là cảm động. Mong là 30 năm sau chúng ta sẽ còn họp mặt đông đủ hơn, một số bạn đóng mặt sẽ có đầy đủ và thầy sẽ mạnh khỏe để cùng theo dõi những bước đường của 12B trong những năm tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn.
đời sớm, tôi khát khao anh chờ mong. Hãy cùng lắng nghe chiều dần xuống, được thấy em bên mình mãi mãi. Một tay thật lớn để chúng ta cùng thêm một lần nữa tri ân quý thầy cô. Âm nhạc nhỏ lại một chút và anh chỉ chúng ta vui lòng đọc thật to con số của mình, bắt đầu từ con số 1, bắt đầu. 2 1 chưa? Bắt đầu từ con số 1, má đứng lại đây cho con. Má đứng lại đây cho con, má. 1 Vâng ạ, chúc mừng anh từ 8 giờ đến 8. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xin anh thì chúng ta đứng vào gần nhau đi ạ. Cái sân khấu của chúng ta tỉ mỉ đang bằng nhau và nam ánh bằng nhau. Ok, xin anh thì chúng ta chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 2, 1, 3, 8. 2, 3, 7, 6, 1, 2, 2, 1. Ok, mời chị về chỗ. 1 Mời chị đứng đây. Đây là phần thưởng dành cho chị ở số 5. Chị một bánh đỏ đúng không ạ? Cảm ơn chị rất nhiều. Direct đã được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và siêu mỏng. Vâng ạ, siêu mỏng và siêu tay. Với slogan là Durex, tu lâu không lo bị rách ạ. Cái mông, lắc cái mông để giống con trai. Ok, xin mời anh chị bây giờ lắng nghe luật chơi MC sẽ... Một dồn lỗ, hai lỗ dồn, ba lỗ rõ. Hôm nay là phải hai đi chứ. Chuyển đến từ ban tổ chức. Xin mời anh chị đứng sát vào nhau đi ạ, đứng sát vào nhau đi ạ. 3, 2, 1, đếm. Ôi trời nó khó khăn lắm. Tao lại thế được chứ? Có chế đi. Không thể tin được. Quá rồi.
về chốt. Em một chuẩn lỗ chưa hai chỗ không đồng chạm như thế, đồng chạm chỗ sai rồi. Anh không cần phải đọc từ đằng sau nữa. Mời anh, mời anh, xin mời anh đến đây nhận một ly nước cam. Mời anh nhận một ly nước cam ạ. Hôm nay rất nhiều một trong vòng chung kết của chúng ta có tên như sau, có câu hỏi như sau. Các chị, hai chị chúng ta chuẩn bị lắng nghe nội dung của câu hỏi. Theo hai chị là cây gì có hai đầu, cây gì là có hai đầu, cây gì có hai đầu? 3, 2, 1 đầu. Cây bút chì có hai đầu, đúng hay sai ạ? Chúc mừng chị, chúc mừng chị, chúc mừng chị ạ. Mời chị uống một ly. I believe in love. I'm not the one you're looking for.
Thank you.